vấn đáp chọn lọc bản tin 141 Thiên chúng, thiên nhân bảo hộ Vấn, thưa sư phụ, con có một câu hỏi về thiên thần Ngày nay, nhiều sách vở nói về thiên thần Thiên thần bảo hộ là những chúng sinh đặc biệt có mặt dưới này chỉ vì chúng ta Để mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn nào đó Chúng ta có thể tìm một vị thiên thần hộ mệnh giúp đỡ cho mình sư phụ có tin là có những thiên thần hộ mệnh với những mục đích này không và làm sao biết được rằng mình có một thiên thần hộ mệnh sư phụ quý vị có thể đặt mua một vị gửi qua bưu điện bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu không vừa ý tôi tin là có thiên thần những vị mà chúng ta kêu bằng thần hộ mệnh thần nam thần nữ có hai loại một được gọi tới từ thiên đàng để giúp những kẻ lương thiện yếu đuối và tin vào thượng đế dù có hay không có minh sư những người rất đạo đức hiền lương được thiên thần giúp đỡ thiên thần giúp những gì họ có thể giúp được trong những trường hợp khác nhau nhưng thiên thần có lực lượng minh sư bên trong là những vị mạnh nhất nhanh nhất và lúc nào cũng có nhiều lực lượng hơn có thể giúp đỡ được trong hầu hết tất cả mọi hoàn cảnh còn những vị khác lực lượng của họ bị giới hạn bởi vì họ phải để ý tới nghiệp chướng của một người coi người đó có xứng đáng hay không xứng đáng lực lượng minh sư lại không nghĩ tới những cái đó nếu người đó là đệ tử và thành tâm muốn thay đổi cuộc đời thì minh sư sẽ giúp bằng mọi cách thành tử đôi khi minh sư gửi những nhân vật kêu bằng thiên thần đi để giúp người khác cũng như giúp đỡ đệ tử của minh sư Chính vị minh sư ấy cũng giúp đỡ đệ tử qua hóa thân của Ngài. Đó là mạnh nhất. Tất cả mọi người đều phải nhượng bộ khi vị minh sư có ở đó. Còn một loại thiên thần thứ nhì, đó là linh hồn của người quá cố, những người đã qua đời nhưng hãy còn tập sự hoặc ao ước được giúp đỡ những người còn sống, có liên hệ với họ, hoặc có lẽ liên hệ với bà con, bạn bè hay học trò của họ hay những người làm cùng nghề với họ để âm thầm giúp đỡ họ phát triển về tài năng về học vấn thành ra có hai loại chúng sinh giúp đỡ chúng ta những vị thiên thần từ thiên đàng giáng thế và những người quá cố thiên thần cũng có nhiều loại nhưng những người ở thế giới ta bà mà trở thành thiên thần thì họ được nhiều lợi ích hơn từ thượng đế thiên thần cũng được sáng tạo với những phẩm chất khác với phẩm chất của loài người thiên thần có thể bị hủy diệt mà không bị một trở ngại nào không gây một hậu quả nào cho toàn thể vũ trụ bởi vì thiên thần không có những phẩm chất vĩnh viễn trường tồn như con người có thành ra ngôi vị của thiên thần không cao hơn ngôi vị con người nhân loại có địa vị cao hơn thiên thần thiên thần có thể được chế tạo sư phụ búng tay muốn nói rất lẹ có thể bị hủy diệt, có thể được đặt mua, có thể sinh sôi nảy nở, có thể giảm bớt. Nhưng loài người thì không bao giờ, bởi vì chúng ta vĩnh viễn trường tồn. Bản chất của lực âm Vắng, có một quyển sách mới tên là Embrace by the Light trong hào quang nói về thể nghiệm của một người đàn bà suýt chết mấy năm về trước một trong những biến cố mà bà ta viết lại là sau thể nghiệm xích chết này, bà ta đã bị ma quỷ theo, hay cái gì đó có vẻ giống như là quỷ Satan. Con thắc mắc rằng Satan có hiện hữu như một nhân vật hay không, hay nó chỉ là một biểu tượng cho tâm ác, có lẽ tiềm tàng bên trong mỗi một chúng ta. Sư phụ, phải mà không phải. Đúng, chúng ta có cả hai lực âm và lực dương, điều đó chúng ta ai cũng biết nhưng ác quỷ nhiều khi có ở trong chúng ta và cũng có ở bên ngoài nó cũng đến từ những người khác nhưng nếu bên khẳng định dương của mình rất mạnh thì lực lượng phủ định kia sẽ giảm đi đó là điều thứ nhất điều thứ hai là lực phủ định âm của người khác bao quanh chúng ta hoặc nhắm vào chúng ta cũng phải chịu thua đó là trọng tâm của việc tu tập lúc nào cũng trong sự hiện diện của Thượng Đế và ngồi thiền mỗi ngày để khai triển thêm phía phẩm chất khẳng định của chúng ta. Cho nên khi bà đó trông thấy những thứ gọi là ma quỷ, bà ta đã thật sự thấy chúng bởi vì chúng có ở khắp mọi nơi. Chúng ta không trông thấy tại vì lực dương của chúng ta mạnh. Nhưng nếu nghiêng về phía tà một chút, hoặc nếu muốn dòm lén vào bên phủ định, thì có thể chúng ta sẽ thấy. Còn lực âm thì tôi sẽ giải thích cho quý vị biết là nó từ đâu tới. Tôi có thể dùng kinh Phật và các nghĩa theo khoa học. Trong một cuốn kinh Phật giáo rất nổi tiếng, Kinh Lăng Già, Đức Phật nói rằng con người có thể tạo ra đủ loài ma quỷ qua hành vi hay lối sống của họ. Ví dụ như sự ăn thịt hoặc lòng hung hăng, căm thù kẻ khác biến thành một thứ năng lực, rồi dần dần nó tạo nên lực lượng tối đen này thậm chí nó cũng có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình dáng nào giống như năng lực đôi khi cũng có thể hiện thành hình dáng ví dụ như với năng lực điện từ đôi khi quý vị chỉ cần nhấn vài cái nút là hình hiện lên màn ảnh quý vị có thể tạo ra một bức hoạt họa từ hư không từ điện hoặc từ năng lực của điện từ nhiều khi chúng ta có thể tạo ra một lực có hình dáng hay không có hình dáng tương tự như vậy những thứ lực ác này có thể hiện ra hình dáng bởi vì chúng nó cũng là lực chúng nó có thể được sạc lực lượng rồi trở thành một hình thù rồi xuất hiện giống như ma quỷ hay yêu quái hình dáng méo mó bởi vì chúng là lực lượng âm cho nên không thể nào đẹp được thành thử có khi người ta có thể trông thấy cho nên loài người chúng ta cũng tạo ra những cái này, nhưng chúng không phải là thật. Coi như là một ảo ảnh giống như thiên thần vậy. Bên ngoài có hình dạng nhưng không phải là thật. Chúng không phải là vĩnh cửu, chúng có thể bị phá hủy, có thể đuổi đi, có thể tăng lên, có thể giảm xuống. Chúng không phải là những hình thù có thật, không phải là vĩnh viễn trường tột. Chúng không có phẩm tính thượng đế ở bên trong con người đôi khi cũng có thể tập luyện cho họ nhìn thấy được ma quỷ giống như chúng ta tự huấn luyện mình nhìn thượng đế thành thử một số người đồng bóng kêu bằng phù thủy họ tập đối phó với tà ma yêu quái chinh phục chúng dùng chúng vào một mục đích gì đó mấy chuyện này làm được thậm chí quý vị cũng có thể tạo ra ma quỷ đã có chức cớ đàng hoàng là chúng ta có thể làm sự vật xảy ra. Chúng nó có thể hình thành từ năng lực. Nào, nếu quý vị đọc cuốn sách tên là Magic and Mystery in Thái Bịch, những chuyện thần bí bên Tây Tạng của bà Alexandra David New, quý vị sẽ thấy trong đó nói rằng người Tây Tạng có thể tập trung năng lực của họ để tạo ra một chúng sinh khác trong bất kỳ hình dáng hay bề ngoài nào mà họ muốn có thể là một ông sư hiện ra có thể là một người thường hay là một cô gái đẹp đây là phương pháp mà thiên đàng dùng để tạo ra thiên thần và đây là những phương pháp chúng ta dùng để tạo ra ma quỷ đôi khi cố tình hay vô tình qua tư tưởng và hành động của chúng ta chính bà Alexandra cũng là một sư ông hiện ra chỉ vì bà ấy muốn thử qua phương pháp đó cho nên bà ta tạo ra một người nhưng về sau không làm chủ ông ta được nữa người này thật sự hiện ra trong hình dạng một ông sư bà kể rằng mới đầu bà ấy tạo ra một ông thầy tu già mập tếu vui vẻ tính tình dễ chịu nhưng sau đó khi đã phát triển thì ông ta vượt ra khỏi khả năng của bà ta ra khỏi tầm tay của bà ta ông ấy trở nên gầy đi ranh mảnh hơn hung hăng hơn cho nên từ từ, rồi bà ta cũng phải dùng tất cả bình sinh để mà phá hủy ông ta. Bởi vì một khi tạo ra cái gì rồi, thì phá hủy rất khó nếu quý vị không có lực lượng đó. Nhưng mấy sự kiện này không phải là những câu chuyện thần tiên xa xôi gì. Con người ngày nay vẫn có thể làm được. Nhạc trời cao hay nhạc gươm dao? Vâng. sư phụ có nghĩ rằng có đôi lúc nhạc tân thời khuyến khích một tâm trạng một bầu không khí nào đó mà nó có thể tạo nên một môi trường yêu quái cho giới trẻ ngày nay và có lẽ còn cho cả thế giới nữa từ những cảm xúc mà âm nhạc có khuynh hướng gây nên sư phụ có một phần nào một phần nào đã có sẵn từ thế kỷ này sang thế kỷ kia xuất phát từ những cảm xúc khác nhau của con người nếu chúng ta cố tình cho thêm vật liệu vào đó nữa thì đương nhiên nó sẽ mạnh hơn âm nhạc ảnh hưởng rất nhiều khoa học đã chứng minh rồi rằng nếu quý vị cho người khác nghe nhạc êm dịu lành mạnh thương yêu thì họ sẽ cảm thấy bình yên thanh thản rất nhẹ nhàng thương yêu nhưng nếu quý vị cho người ta nghe nhạc chói tai khủng khiếp thì họ sẽ trở thành điên loạn hay đánh đấm lẫn nhau Giống như khi đi đánh nhau ngoài mặt trận, quý vị có biết là họ cho người ta nghe loại nhạc gì không? Đâu phải thứ nhạc tôi yêu em này kia kia nọ, mà là nhạc bon bon bon, bùm bùm bùm. Lính tráng được cho nghe đủ thứ âm điệu chết, đủ loại nhạc gây hấn công kích để họ cứ tiến lên, tiến lên, rồi chết một cách mù oán Bởi vì đó là lúc họ muốn giết, họ ở trong tâm trạng muốn giết người thành ra nhạc rất là quan trọng dĩ nhiên lời sư phụ thuốc bổ cho mùa đông tu hành thời tiết hay thay đổi đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu đôi khi tốt làm cho chúng ta vui sướng khỏe khoắn thoải mái vô tư lự lúc thiền hành tốt thì chúng ta cũng giống như vậy mọi việc xảy ra suôn sẻ chúng ta giữ giới rõ ràng minh bạch thiền định vững vàng lòng tin mạnh mẽ gia đình yên ấm công việc làm ăn thành công nên chúng ta thấy sung sướng lúc đó chúng ta nghĩ rằng sư phụ đang gia trì cho mình hay thượng đế thánh nhân đang giúp đỡ nhưng nhiều khi trong thời gian tu học chúng ta gặp phải những trường hợp khó khăn cũng như khi trời đông lạnh giá ướt át thì chúng ta thấy trong người khó chịu dường như những giới luật có hơi khó hơn và lòng tin của chúng ta không mạnh lắm. Dường như chúng ta tu thục lùi hay đứng một chỗ cảm thấy lòng buồn chán. Lúc đó gọi là mùa đông của sự tu hành. Khi tu hành xuân sẻ thì chúng ta gọi nó là mùa xuân hay mùa hè. Trong các mùa như xuân hạ thu đông có những sự việc xảy ra riêng rẽ của từng mùa thì việc tu hành cũng có những sự khác nhau tương tự như vậy không thể ngày nào cũng giống như nhau vì vậy cho nên có những lúc mình làm lỗi muốn bỏ không muốn ngồi thiền hay tu hành không thấy vui chúng ta cảm thấy buồn bã chán đời nhưng không biết tại sao đó là đặc tính của mùa đông của sự tu hành đó là lúc chúng ta phải lè lẹ đi kiếm thuốc bổ mà bồi dưỡng cho mình Thí dụ như khi trời lạnh lẽo ướt ác, nếu thấy trong người không được khỏe, không mạnh, thì chúng ta đi tìm thầy hút thuốc bắc để tẩm bổ. Hoặc có thể ăn thêm những thức dinh dưỡng, hay mỗi ngày thêm một bữa nữa để tăng cường sức mạnh, cho tới khi nào đến mùa xuân. Mùa xuân chúng ta không ăn nhiều giống vậy. Còn mùa hè, chúng ta ăn rất ít, nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu, không mệt mỏi hay buồn bã nhiều như lúc mùa đông. khi công việc tu hành không tiến hành trôi chảy thì cũng giống như trời lúc mùa đông nhưng một thời gian rồi nó cũng qua đi khi còn ở trong giai đoạn mùa đông của sự tu hành thì chúng ta dễ hoang mang bỏ tu hoặc bị mắc lừa chúng ta có lẽ cảm thấy chán nản không tiến bộ được hoặc không thích ngồi thiền hoặc có những trường hợp không vừa ý trục trặc xảy ra tuy nhiên chúng ta nên biết rằng mọi chuyện một hồi rồi cũng qua đi. Trong thời gian đó, dù có lỗi lầm, có tu thuộc lùi hay mất niềm tin, cũng nên tha thứ cho mình. Nếu được thì nên mau mau lấy thuốc bổ uống. Thí dụ như đi thiền bế quan, đi gặp sư phụ hay gặp gỡ đồng tu thường xuyên hơn, đi cộng tu nhiều hơn, đọc thêm sách của sư phụ hay nghe thêm băng, vân vân. Tất cả những thứ này là thuốc bổ tâm linh cho mình. Uống vào sẽ thấy khỏe ra, rồi chúng ta có thể tiếp tục tu hành cho tới khi mùa xuân đến. Mùa xuân thì chúng ta khỏe lắm rồi, không cần thuốc bổ nhiều vậy nữa. Master Thanh Hải vô Thượng sư khai thị tại Thiền Thất Tây Hồ Formosa vào ngày 13 đến 18 tháng 2 năm 1989, nguyên vàng tiếng Trung Hòa. Bản tình Thanh Hải vô Thượng sư số 141